Rồi, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư quay trở lại với kênh ITP Club Channel và em là Hiếu, thành viên của câu lạc bộ ITP. Thì tiếp tục những series nhận định thị trường cũng như là phân tích các cổ phiếu tiềm năng. Thì trong video ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2023 thì em sẽ đưa ra những quan điểm, góc nhìn cá nhân của mình về thị trường để anh chị có một kênh để tham khảo, đưa ra quyết định trong quá trình đầu tư được hiệu quả hơn anh chị ạ. Ok, thì trước khi vào video thì anh chị có thể like video, và anh chị nào có những mã cổ phiếu cần em hỗ trợ phân tích thì có thể để lại cho phần bình luận anh nhé, hoặc là có thể là tham gia vào room Zalo, trong đấy anh chị hỏi thì em sẽ tư vấn hỗ trợ anh chị. Ok, thì đầu tiên chúng ta tổng kết thị trường phiên ngày hôm nay, đúng không? Phiên này chúng ta là một phiên tăng điểm, tăng 9,21 điểm, đóng cửa 1243,26 điểm. Thì tuy nhiên thì anh chị thấy là trong đấy có 217 mã tăng, 10 mã trần và 243 mã giảm. Thì anh chị nhìn thấy đây là thị trường tăng điểm, tuy nhiên số mã giảm điểm là nhiều hơn số mã tăng điểm mình ra, thì cho thấy thị trường đánh giá chung là thị trường ta này tập trung vào những mã cổ phiếu trụ kéo điểm chỉ số. Đấy, chúng ta đánh giá chung trước đầu tiên như vậy. Đấy, thì đi vào chi tiết hơn thì về chuyển động thị trường, những cổ phiếu đóng góp vào VnIndex thì chúng ta nhìn thấy là đương nhiên thì hôm nay sẽ là cổ phiếu của Vic này, VHM, cổ phiếu nhà họ Vin đang tạo ra một cái lực tăng điểm thị trường tương đối là tích cực anh chị nha, nhờ cái hiệu ứng thông tin tích cực từ việc đợt IPO tại Mỹ của Vinfast, đúng không anh chị? Đấy, thì những mã cổ phiếu mà tác động tích cực đến thị trường này là gọi là đóng kéo giúp vào kéo điểm chỉ số này anh chị nhé. Thị trường chúng ta tăng 9 điểm thì VIC này đóng góp vào việc tăng 4,64 điểm rồi, đúng không? VHM 1,29 điểm đấy. Còn với những mã cổ phiếu trụ khác như là Vietcombank này, ETB này, BID, đúng không anh chị? Techcombank. Và hôm nay chúng ta thấy là việc dòng ngân hàng cũng đang cho thấy phiên tác động tích cực vào việc kéo điểm thị trường. Ok, thì những mã cổ phiếu mà góp phần tiêu cực, tác động tiêu cực đến thị trường là Masan này, VGC này, GVR, GAT này, và một số quá cổ phiếu khác. Chuyển sang phần về chuyển động tổ chức thì nước ngoài hôm nay tiếp tục là một phiên bán ròng thì nhá, 3 phiên bán ròng rồi, này là bán phòng 53,40 tỷ. Đấy, thì đây là một những điểm ta nên lưu ý khi nước ngoài nó ứng phiên ở đây là bán đồng liên tục. Đấy. Đấy, thì chúng ta lát nữa chúng ta sẽ phân tích về thị trường để chúng ta xem cái điểm rủi ro hay cơ hội gì đây, đúng không anh chị? Đấy, chuyển động ngành này thì hôm nay là ngành bất động sản đang cho thấy sự hấp thụ khá là tốt này, khi mà kéo điểm vào cuối phiên. Đấy, và cùng với đó là dòng ngân hàng, đúng không anh chị? Ngân hàng cũng là đang có dấu hiệu tích cực trong phần kéo điểm thị trường. Ok, thì đánh giá chung về thị trường phiên nay thì cũng là một phiên test lại vùng, đang có dấu hiệu test lại vùng đỉnh gì nhá. Thì về cái việc mà test lại vùng đỉnh này thì em đã đưa ra cái nhận định vào đầu tuần rồi, đúng không anh chị? Thì hôm nay nó cũng đã test lại vùng đỉnh rồi. Tuy nhiên để đánh giá chi tiết hơn, rõ ràng hơn thì phiên nay thì ra thì về thị trường chúng ta vẫn đang nằm trong cái biên tích lũy này nhá. Đấy, thì quanh vùng 1210 đến 1245 cộng trừ cũng đang ở trong biên tích lũy. Còn việc có vượt được cái vùng đỉnh này hay không thì chúng ta phải quan sát thêm, thì tại vì trong giai đoạn này thị trường đang chưa có một cái tín hiệu nào quá rõ ràng này chị nhé, chưa có tín hiệu quá rõ ràng, cho nên chúng ta cần quan sát thôi. Cộng với đó là tâm lý của trong tuần này, đúng không chị? Thì được ở đây là những thông tin về tỷ giá này, đúng không? Tỷ giá tăng cao này, cộng với là việc mà đáo hạn phái sinh trong ngày mai, đúng không anh chị? Và cơ cấu quỹ ở cuối tuần, thì đấy là những cái thông tin mà tạo ra những cái phiên như hôm qua, hôm nay giao dịch khá là thận trọng, cho thấy anh chị nhà đầu tư giao dịch khá là thận trọng này, đúng không anh chị? Đấy, khả năng cao là chúng ta đang chờ về khi nào mà thị trường ta là qua sau cái phiên đáo hạn cũng như là phiên cơ cấu quỹ, thì lúc đấy ta mới bắt đầu chúng ta đánh giá lại thị trường thật rõ ràng hơn. Còn hiện tại với thời điểm tại thì em có nói với anh chị rồi, giai đoạn này là khá là rủi ro. Đấy, khá là rủi ro anh chị nhá. đối với việc mà mua mới thì khá là do việc mua mới thì chúng ta cần phải quản trị rõ ràng hơn, quản lý kỹ hơn anh chị nhé, kỷ luật hơn trong cái giai đoạn này nếu như chúng ta xác định là mua mới, đúng không? Còn với anh chị mà nắm ở vị thế phía dưới này thì cũng không có gì phải lo lắng cả, đúng không? Trong quá trình đi lên thị trường thì em vẫn đánh giá thị trường trong những video trước rồi, đúng không? Xu hướng chung của thị trường này, chung với dài hạn chúng ta vẫn đang là dương lên và hiện tại thì đang tích lũy trở lại thôi, đúng không? Còn kịch bản cụ thể hơn của thị trường chúng ta vẫn đang có hai kịch bản. Đầu tiên chúng ta là bản thị trường chúng ta sẽ test lại vùng 1247, đấy là cái tích cực, và nếu như mà có vượt lên thì kiểu gì nó sẽ test lại thôi anh chị nhá. Đấy, trong giai đoạn này cũng chưa thấy thực sự là cứ về cái mức độ dòng tiền thì vẫn đang điểm ở đây, vẫn là tập trung vào về VIC thôi, về M nhóm họ Vin thì nhá. Còn lại những cái ngành khác thì chưa có dòng tiền, cũng chưa thể là vẫn đang tích lũy thôi, nhưng chưa thể là đánh lên được, không đánh lên không có trong tiền thì cuối cùng thì cũng quay lại điều chỉnh rồi. Đấy. Bất động sản hôm nay cũng tăng tốt. Đấy. Ok, về thị trường tiếp tục là quay lại về thị trường thì là ta là kịch bản đầu tiên là quay lại test lại 1247 1247 nhá. Tuy nhiên phiên ngày mai có sự xuất hiện của khách sạn được cùng 15 phút thì có thể là lên test được quay lại thôi. Đấy. Không biết cái hiệu ứng của nhóm Vin sẽ tác động tích cực đến thị trường như nào, chúng ta phải quan sát thêm nhé. Còn nếu như vượt lên này, mai mà tăng điểm sớm thì khả năng vẫn sẽ quay về test lại vùng khách sạn này 1240 nhé. Còn trường hợp khác thì nếu đây sẽ có một cái EMA đây thì nó sẽ điều chỉnh về vùng, có thể về vùng biên giới này. Đấy, tích lũy lại vùng biên giới này. Đấy, chị nhá. Đấy, vùng quanh vùng 1230 1235 cộng trừ. Đấy, thì lúc đấy là thì nếu như tích lũy ở phía dưới này thì cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu có thể đi lên. Còn ra này nếu mà nó phân phối thì không thì nhá, phân phối thì mình nhá không thì vẫn là quan điểm cũ thôi, xác suất để mà chạm sâu trong trường hợp giai đoạn này thì rất là khó, đấy, rất là thấp. Đấy, chỉ là việc đấy, phần lớn kịch bản này vẫn nghiêng về kịch bản tích lũy là đi lên thôi. Đấy, thì chúng ta cũng kỳ vọng một bản tích cực như vậy. Còn nếu trường hợp mà xấu này, nó rơi vào trường hợp xác suất thấp thì chúng ta phải có những phương án xử lý cổ phiếu thôi. Đấy, thì em vẫn nhận định là về việc sử dụng margin giai đoạn này là hạn chế, có thể là không nên đối với anh chị nào không quản trị được cái rủi ro, thật không kỷ luật được anh chị. Đấy, chúng ta không nên tham gia margin. Ok, thì đi vào phân tích các nhóm cổ phiếu. Đấy, thì này là bất động sản để vẫn tập trung vào những mã nhóm ngành đầu cơ. Đấy, tăng được ngược là sell này chị nhá, L14 tăng tốt này. Đấy, mà cổ phiếu này thì chắc chắn là không còn điểm mua nữa rồi. Về nhóm ngành bất động sản và chứng khoán thì rất khó để mua, đúng không chị? Đấy, chúng ta chỉ muốn nếu như là muốn ngắm những mã này thì vẫn muốn tham gia mã này chúng ta phải chờ điều chỉnh thôi, đúng không? Sắp tới thì cũng có kỳ vọng nó có điều chỉnh về Michel này, điều chỉnh về quanh này, tích lũy ở đây, xong có thể là nhịp rung lũ ở đây. Về cái sạn này thì quá tốt anh chị nha, quanh 23 đây thì đẹp quá, chúng ta có thể là đánh một nhịp, tham gia một nhịp về sell. Tuy nhiên nó nếu nó không về thì ôi chị, đấy, phải chờ, ít nhất phải chờ nó tích lũy trên vùng trên này. Đấy, nhất là phải chờ nó tích lũy quanh vùng trên này, khi volume thấp thì lúc đấy chúng ta mới tham gia được. L14 tương tự. Vic thì anh có thì vẫn nắm giữ thôi, hiệu ứng hiện tại đang tích cực. Đấy, thì chờ nắm giữ tiếp thôi, đang trần như này thì không biết thế nào nó mới ngừng. Đấy. Đấy, trước mắt là vẫn về này, vùng cản của nó là về vùng 79 nhá, thì nhá. Đua thì thôi, là có hàng là tiếp tục nắm giữ rồi. Chúc mừng anh chị nào cầm những mã cổ phiếu này, đúng không? Này, DG cũng tốt này. Đấy, bữa trước con hôm qua có nhận định là nếu nó có nhịp test về vùng quanh vùng giá 26, 28, 27 này thì là bốc ngay, đúng không gì? Thì hôm nay chỉ test về thấp nhất là vùng 27.3 thôi. Đấy, không biết anh chị nào ra không, cơ bản nó cũng chưa về cái điểm mình mong muốn. Novaland này, đúng không? Novaland là về chạm TK này nha chị nhé, đang có thể dấu hiệu lưỡng lượng vùng thấp này. Đấy. Quan sát thêm, nếu như lũ về đây đúng không, tích lũy được một hai vài phiên đây, chắc chúng ta phải chờ qua tuần để ngắm cái điểm mua của cái này. Nếu vào vị thế thì vào đây. PR cũng đang ok này chị nhá, quanh vùng giá 21.8 này. Đấy, nếu có một nhịp lũ xuống như phiên này các có thể nhặt một phần. Tuy nhiên là anh chị chú ý là rủi ro nha chị nhá. Mua mới ở đây thì khá là rủi ro. Đấy. Nên chúng ta phải quản trị cái vùng mua thật sự là tốt thì chúng ta mới tham gia, còn không thì chúng ta ngồi im thôi anh chị nhá. Ngồi im quan sát thôi thị trường. Đấy. Có mã ta đánh giá lại danh mục của mình, mã nào mạnh thì ta giữ lại, còn những mã nào vẫn yếu này. Những phiên gần đây thị trường tăng giảm liên tục là thị trường đấy, yếu thì chúng ta cơ cấu dần ra đấy, là cạnh chúng ta cơ cấu dần ra để tối ưu hóa cái lợi nhuận của mình, đúng không chị? Ok, chứng khoán thì vậy anh chị nhá, đây đang tích lũy trở lại thì cũng bảo anh chị rồi đúng không? Đấy, chứng khoán chúng ta cần thời gian tích lũy lại. Tuy nhiên ở cái những nhóm ngành này, nhưng mà chứng khoán này đấy, thì em vẫn đánh giá rất khá là cao nhé. Thế nên là anh chị mà đang cầm mà chứng khoán ta kiên nhẫn, ta phải chờ đợi, đúng không? Khá là tốt. Đấy, nhóm này khả năng vẫn là nhóm dẫn dắt thôi. Với nhóm bất động sản ta đi qua nhóm thép. Thép này có chút điều chỉnh nhẹ này, HSG đúng không? HSG về được đây thôi thì tham gia thôi, không thì 19.7, 19.8 này, quanh vùng này chúng ta có thể tham gia được nếu như nó về. Không thì có hàng tiếp tục nắm giữ. Đấy. Đấy, nó không về cản đây gì nhá. Đấy. Đang có cản là khả năng sẽ tích lũy một chút nên đấy. Quanh vùng giá 21 này, 22 này. Đấy. NKG đấy. Điều chỉnh về khách sạn thì chúng ta tham gia thôi, 19.5. Này, volume khá thấp ở đây. Đấy, có nhịp rũ thì lấy một phần được. HPG cũng tương tự này, qua này test lại cái dùn bật tăng này, này volume thấp này, khả năng một hai phiên nữa là lại tiếp tục lên test đại đỉnh thôi. Đấy, đi ngang một hai phiên nữa là tiếp tục lên test đại đỉnh nhé. Chúng ta tập trung vào nhóm ngành chưa còn đây chưa có đấy, chưa có dòng tiền vào đúng không chị, ví dụ như đầu tư công. Đấy, chúng ta quan sát những ngành này, có thể là đây một những ngành đang chờ đấy, đang chờ thị trường xác nhận thì những ngành này khả năng sẽ vẫn sẽ là những ngành chạy thôi, đúng không? Tại cơ bản là tích lũy đi ngang volume khá là thấp rồi. Đấy. KSB, BCG, đấy. LCG này. Đấy khá là thấp, chị nên chú ý những ngành này đúng không? Được như chị dầu khí này. Đây có G36 nữa nha anh chị. Cũng khá là thấp, vốn thấp rồi. Là có đường những nhóm ngành này và quan sát. Nhóm ngành dầu khí thì sao? Đúng không? PVD. Đây. Đầu phiên khá là tích cực nên cuối phiên thì hơi yếu một chút, vẫn lại về nằm dưới Kijun và Tenga. Tuy nhiên là đấy, thì về để mua hiện tại thì vẫn chưa có rồi chị nhá, chúng ta chờ quan sát thêm thôi. Đấy, PVS đấy, cũng đầu phiên mạnh mẽ lắm nhưng mà cuối phiên thì hơi yếu một chút, tuy nhiên PVS lại mạnh hơn. Đấy, vẫn nằm trên đóng cửa trên Tenga Kijun đây. Rồi. Vị thế thì lấy đây cũng được này nhá. Đấy, một quanh vùng đá này chúng ta cân nhắc thôi. Đấy. Tuy nhiên thì với quan điểm của em, chị nào mà không quản trị được nó tốt, chúng ta chờ khi nào thị trường xác nhận rõ ràng thì chúng ta tham gia. Đấy. Khi mà thị trường nó xác nhận cái việc nhịp vào tăng rõ ràng rồi thì lúc đấy thì ta kiểu gì chúng ta sẽ tham gia, chúng ta sẽ có kiếm được lợi nhuận này nhá. Còn dạng này thì lại khá là 50-50. Đấy. Có mua thì cũng chỉ một phần thì tạm lấy vị thế trước thôi, chúng ta cược thị trường nó nổ lên cùng đấy. Nhanh nhỉ. Rồi PVB thì còn xấu đấy nhá. Nhưng dầu khí chủ yếu là hai mã PVD và PVS thôi. Đó. PVC là tích lũy khá lỏng. Đó. Thì có thể là nó sẽ test lại vùng mây này thôi, quanh 18.5, 18.7. Đấy, về đây chúng ta vẫn đánh cái cộng, chúng ta vẫn làm được một nhịp, đúng không? Nếu mà anh chị đánh PVC, tuy nhiên chị nhìn cách nó đánh thì cũng không được thực sự là quá là đẹp lắm anh chị nhá. Đấy, con này cũng khá là khó chịu. Ok, vào ngân hàng thì hôm trước là những video trước thì em còn đưa cho anh chị hai mã cổ phiếu về trong ngân hàng, anh chị có thể quan sát đúng không? VPBank có thể là tham gia quanh vùng giá dưới này. Đấy, thì không biết có anh chị nào theo hay không. Thì hôm nay có một nhịp tăng khá là tốt này. Đấy, vượt lên rồi, khả năng mai test lại vùng Q này, nếu có lực cầu vào tốt thì sẽ tăng thôi. MSB này, đúng không? Đấy, chưa tăng này, chưa tăng lắm nhưng khả năng mai, để quan sát phiên mai xem những phiên tới. Đấy, tham gia vùng dưới này, ok. Đấy, để mã cổ phiếu có thể vẫn còn để mua, còn những mã mạnh hơn như là STB này thì thôi, có hàng nắm giữ anh chị nha. Đấy. So với cây nến này, so với cây đây, so với cây này đấy, thì khối lượng nó có vẻ thấp hơn một chút. Tiếp tục có hàng nắm giữ thôi, còn điểm mua không có đâu anh chị. Điểm mua ta chờ điều chỉnh. Techcombank này cũng vượt đỉnh, hai mã cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh. Đấy. Rồi, có hàng chúc mừng anh chị nhá. Chúng ta chờ nhịp test thì mới tham gia được, còn không thì chúng ta khó mà tham gia được. SHB thì sau quá trình tăng thì giờ đang rũ này, có nhịp rũ lại và tích lũy lại đây rồi. Có dấu hiệu ngừng giảm, nó tích lũy đây, chúng ta quan sát thêm. Ok, đây là những nhóm ngành phân tích này chị nhá, thì vẫn còn số mã có cổ phiếu có điểm mua, tuy nhiên thì nó có phần hơi rủi ro một chút trong cái giai đoạn này. Đoạn này khá là khó đoán đối với thị trường, cho nên là anh chị nào mà khi tham gia mua mới thì phải quản trị rất chặt. Còn với những chị nào mà không quản trị được, đấy, chúng ta chờ sau phiên đáo hạn phái sinh hoặc phiên cơ cấu quỹ sang từ sau, khi mà thị trường chúng ta có những tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn thì lúc đấy chúng ta mới tham gia, đúng không anh chị? Đấy. Ok, đây là về nhận định của em trong thị trường của ngày mai, đúng không anh chị? Cũng như một số cái đánh giá về các nhóm ngành. Đấy. Ok, cảm ơn anh chị đã theo dõi em trong video ngày hôm nay. Thì trong quá trình đầu tư, anh chị mà có cổ phiếu này cần em hỗ trợ này, có thể là vào Zoom Zalo hoặc là nhắn tin của em qua số Zalo, thì em sẽ phân tích đưa ra những cái điểm mua điểm bán cho anh chị nha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều trong video ngày hôm nay.